dọn bên đây hả? Con kêu thấm nó dọn rồi đó. Hả? Con kêu thấm nó dọn rồi đó.
mà. Vậy là ăn phi tao đi về luôn không? Ừ. Có mặt là vui nha. Ừ, có mặt vui à. Thank you.
Ông chậu làm dấu gì? Dán lại. Đứng sát sát rồi để cho mua phim dịch. Để cho xe rồi có làm dấu cái đó rồi. Đây nè, chỗ này nè, chút rồi chút kia. Chưa, ba mẹ vô. Cái bông cầm tay của chú gửi đâu ta? Ừ, thấy không? Chú gửi phụ, chú gửi phụ đứng bên đây. Vô. Hello. Chú kia. Đi lên đi. Cặp đôi đi xong vô chụp luôn ta. Cặp vô luôn hai chú cháu vô đứng đi qua. Hai đứa cho đứng xích mấy ngoài này chú xíu con. Hai đứa nhìn chú đây nè, nhìn chú đây nè. Nhìn chú rồi con. Nhà có nghe được mất hay không? Hai, ba, rồi. Cánh đi. Rồi làm lại. Rồi. Rồi xong. À quên đó. Cầm cây đâu? Cho tôi xin cái cục thiệp á. Cái hai trò bỏ tay cặp con đâu. Để xuống rồi. Để mình để xuống rồi cho đồ heo không? Giùm lấy nó vô vậy coi. Cái này có đồ heo không ta? Nhỏ cho nó hơn nữa ta. Rồi ai cũng được heo đó nữa. Cái đồ heo 2 măng đó. Heo 3 măng nữa. Ông gì nữa. Cái gì vậy? Đi sao vậy vậy nha. Đây nấu đi trời. Đấy ba. Để ăn cũng được đó. Đấy ba. Không chào đâu. Đấy ba. Vô luôn. Bơ vô đứa cái đùi heo nè các anh. Bực cái đùi heo nè mày. Vỗ tay được không? Thử vỗ tay được không? Được. Đúng không? Đứa cha tắm. Hai, ba. Tôi còn sáng. Tôi còn sáng bị tôi che. Tới cổng chờ nghe chú gái. Tới cổng chờ nha. Bước ra. Ước máy trời ơi bước ra. Ôi ơi bước ra luôn, bước ra luôn. Ôi bước ra luôn. Ôi bước ra luôn. Bước ra luôn qua bên đi qua phía ba phía này cái đi. Rồi đó rồi bước nó ta ngàn rồi. Con thấy mọi mưa mình hết trơn à. Đúng rồi. Đúng rồi. Thank you.
chụp đi quay. Dạ rồi, để lên đi chú ơi. Nó đi vòng 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 đó đó. Để phụ chồng để cho bọn đi. Cô dâu dịnh vô lại cái cô dâu ơi. Rồi chấm. Rồi. Anh nhìn nhìn nó hai đứa đúng không? Cái đầu sắp rác vô cho người ta chụp hình. Rồi cái đầu anh nghi hình luôn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thầy với cha mẹ bằng hai lễ như vậy như vậy. Rồi là xin và tất cả bà con cô bác chúng ta được Yeah.
Đứng chụp cổng với cô dâu ơi. Cái nữa chụp mày đứng. Vô nè, vô nè. 1, 2, 3, rồi. Cùng toàn thể quý vị khách quý đã có mặt trong ngày hôm nay để tham dự buổi lễ thành hôn của chú rể Minh Quy, sinh viên cùng cô dâu Thúy Vy. Lần đầu tiên cho phép Văn Mỹ cũng xin gửi đến tất cả quan viên hai họ cùng toàn thể quý vị khách quý một lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất . Kính thưa hai họ, sau khi vượt một quãng đường xa thì họ nhà cha chúng tôi cũng rước được cô dâu Thúy Vy cũng để về đến nội tộc của chúng tôi. Kể từ ngày hôm nay thì cô dâu sẽ trở thành là con là dâu của nhà họ Lê của chúng tôi, cũng như chú rể kể từ hôm nay trở đi trở thành là con rể của nhà họ Nguyễn. Kính thưa hai họ, tình yêu đưa đến hôn nhân cũng đã trải qua một thời gian tìm hiểu và yêu nhau và được sự đồng ý nhất trí của hai bên gia đình cho hai cháu nên duyên chồng vợ, và ngày hôm nay là ngày lành đáng tốt được sự thống nhất của hai bên gia đình cho cháu nên vợ thành chồng. Và cái sự hiện diện của tất cả quý vị khách đến đây có mặt trong ngày hôm nay để tham dự buổi lễ thành hôn và buổi lễ cũng xin được bắt đầu. Và trước khi tiến hành vào buổi lễ thì cũng xin mời chủ hôn hoặc nhà trai chúng ta cũng lên thượng hương bàn thờ và tiên ạ. Xin mời anh tự ạ.
buổi lễ hôm nay thì cũng xin mời chú cùng họ nhà gái với cùng họ nhà trai chúng tôi cùng lên được đèn thờ. Hai chú hôm hướng vào bàn thờ gia tiên cùng sáng bàn thờ nhất bái, nhị bái, tam bái, tứ bái. Mời hai ông bắt tay nhau luôn ạ. Buông tay ra. Rồi bắt tay nha. Rồi dừng trước rồi chú ơi. Một, hai, ba. Rồi xong. Kính thưa hai họ dừng rồi thì hai chú ông đã lên đôi đèn thờ hồng đã xong. Và tiếp theo buổi lễ hôm nay thì xin phép cho cô dâu chú rể cũng làm lễ bái thiên địa phụ mẫu. Giờ đây hai con hướng mắt chờ Phật như cha con kính bằng tam phong bái, nhất bái, nhị bái, tam bái. Rồi hai con hướng dầu về phòng thờ. Kính thưa hai họ hạnh của tổ tiên, giờ đây hai con nguyên trang con kính bằng tứ bái, nhất bái, nhị bái, tam bái, tứ bái. Rồi hai con quen không ạ? Hai con sẽ gửi đến tất cả quan viên hai họ cùng toàn thể quý vị khách quý hai họ. Giờ tức ở đây thì cũng cho cô dâu mời rượu lên họ tập của họ nhà trai của chúng tôi. Giờ đây hai con chuẩn bị góp rượu mời tất cả ông bà. Xin mời chú ba. Trên xin chú mời ông bà nội bước ra phía ngoài ghế để cho hai cháu ghi lại những hình ảnh đẹp trước cả bàn thờ gia tiên nha bác ơi. Hôm nay ngày vui của con cũng xin ra mời ông nội bà nội dùng ngay hai ly rượu để chúc cho ông nội bà nội sống lâu trăm tuổi, sống luôn vui sống khỏe, sống cùng với con với cháu à. Cô dâu bước tới xíu rồi chú rể bước lùi ra sau xíu. Hôm nay ngày vui của hai con cũng xin ra dâng lên chú ba thứ ba những ngày lễ, mong chú ba thứ ba dùng và chúc cho phúc cho hai con. Con đứng sát cho cô dâu chụp lại hình. Rồi. Má con chụp hình cái này chú ơi. 2 3. Hãy xin mời chú năm thứ năm. Con xin ra viên chú thím dùng liền với con hai ly rượu để chúc phúc cho hai con. Sát vô luôn con. Bút hết luôn heo. Xin kế tiếp là xin mời chú 696. Chú nằm ra cho chú thím cho hai cháu hai nhẫn. Đứng đứng cho thầy này chú 8 gửi cho hai cháu 500. Chú 8. Rồi nhìn máy con chụp luôn này nha. 2 3 rồi xong. Xin mời hai cô. Cô Tư với cô Bảy. Con ai xin cô Bảy. Xin mời hai cô nói vào máy để lưu lại những hình ảnh đẹp nhất trong ngày hôm nay. Ba nhưng mà nó chính là liên tục à. Dạ hai gì ngoài an toàn để cho hai cháu viên này ngủ. Xin mời mấy gì cũng đi ăn bó ra máy à. Rồi đi nhanh nhanh nhanh. Xin mời chú 696 à.
chú Sáu với chú gì? Chính. Chú Chính cũng là chú nghệ phụ hôm nay, ngày hôm nay chưa ngồi chưa cố vụ nữa là mất quà rồi. À, hôm nay ngày vui của hai con thì cũng xin ra dâng lên hai chú những lời lễ mong chú dùng và chúc phúc cho hai con. Hai cô vô coi. Không nghe đâu má. Hai ông Xuân Lý còn ở bên ngoài khách lễ, xin ra bước vào bên trong để cho hai cháu dung ly quần lễ ngày hôm nay à. Con sao ghi nhiêu à? Không ghi lố. Chú Sáu nhìn lên cái chú Sáu ơi. Rồi đây chính tầm trăm nghìn đúng không? Đã nghèo mà nhờ chính có mời hai na bước ra tới ghế để ngồi để cho hai cháu đi ngủ ạ. Không lát cho chú ghế nó cười cái gì. Mời hai na ngồi ăn tòa trước phần thầy cho tiên anh. Hai con xin dâng rượu lên hai bác à. Mặt xui không? Mặt xui. Xin mời hai bác xui chúng ta cùng cùng ly ngó hướng mắt chiều mái à. Nhìn máy con này, nhìn máy này nè, con chụp cái 2, 3, dạ, rồi xong. Còn nhỏ té vào. Rồi, cảm ơn. Hai cháu đáp lại bằng hai lễ rồi. Mày hai bác dùng với con hai ly rượu qua. Con đáp lại bằng hai lễ hay không? Cúi đầu hai lễ. Cúi đầu hai lễ. Rồi. Xin mời bác Xuân với tụi má. Mời bác Xuân này với lễ chị em. Thầy Dương mời cho ta về. Còn có hai con Dương đang gửi đưa bác Xuân với tụi má. Rồi xin mời hai bác hướng mắt cái gì máy à? Cô dâu ơi, mình tập trung nhìn ra ngoài này ha. Ơi, nhìn máy con đây nè. Rồi. 2, 3, rồi xong. Rồi xin mời chị Thu. Bác hay không? Bác hay không? Bỏ ai nữa không? Còn ai nữa không? 1, 2, 3, 2. Đến tới đây cũng xin mời hai chị hai ba chị ba cùng bước ra phía trước để cho em mình đã dâng ly rượu. Mời hai chị hai chị anh ba chị ba. Cô dâu ơi nhìn máy chụp hình cô dâu ơi, rồi chụp lại nè. Rồi mời chú Thím cùng ly uống cái. Rồi tươi lên. Kính thưa hai họ, buổi lễ thành hôn của chú rể Minh Huy, Sách Duyên cùng cô dâu Thú Huy đến đây cũng xin được khép lại. Và cũng xin thay mặt cho gia đình cũng xin chúc tất cả quan viên hai họ cùng toàn thể quý vị khách quý lời chúc sức khỏe, lời chào trân trọng nhất ạ. Vỗ tay. Nãy giờ chúc mốt gì vậy? Ông ơi, ông nhìn máy con.
tươi lên. Cười lớn, cười lớn, cười lớn. Anh ơi, nhìn máy em chụp luôn nè. Đây, đây, đây. 2, 3, phan cái nữa nghe. Bây giờ như nè, cô dâu chú rể làm sao thì phụ làm gì luôn nghe. Rồi, 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 bây giờ như nè. Chú rể ơi, không cô dâu ngái ơi. Rồi, được rồi. Rồi. Cười nè, cười tươi nè. Cô dâu cười tươi tươi nè. 1, 2, 3. Nè chú ơi. Chú nhanh gì luôn hả? Đúng. Ê, ta chụp cỏ đó. Cái này là chị mày chỉ cần gái chơi thôi, mình chỉ ở Sài Gòn thôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cưới để anh em chúng tôi đón tiếp và phục vụ tốt hơn. Và sau đó cũng lần đầu tiên Hoàng Bí cũng xin gửi lời chào đến tất cả cô chú cùng với anh chị em có mặt trong ngày hôm nay, và cũng xin thay mặt cho cô dâu chú rể xin hân hoan chào đón cùng toàn thể quý vị khách quý đã có mặt trong ngày hôm nay để tham dự buổi lễ thành hôn của chú rể Minh Vi Sánh Duyên cùng cô dâu Thí Vi. Và cũng xin thay mặt cho nam gia chủ hôn nhà trai của chúng tôi là ông Lê Văn Tự và bà Phạm Thị Hai, cũng xin gửi đến toàn thể quý vị quan khách một lời cảm ơn chân thành, lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa hai họ, kính thưa cùng toàn thể quý vị khách quý, tình yêu luôn là một đề tài rất đẹp và lãng mạn, và bên sự lãng mạn ấy, tình yêu còn là một kho tàng bí mật mà không có ai có thể hiểu hết được về nó. Nhưng có một điều trong tình yêu mà hẳn rằng tất cả chúng ta sẽ đồng cảm với nó, đó chính là khát vọng của tình yêu. Mà khát vọng tình yêu của con người thì không có gì thay đổi, chính vì lẽ đó mà ngày hôm nay tôi muốn nói đến tình yêu của hai cháu. Sau khi một thời gian tìm hiểu và yêu nhau và được sự đồng ý nhất trí của hai bên gia đình, hai cháu đã chính thức chọn hôm nay là ngày lành tháng tốt để tổ chức một buổi lễ thành hôn. Và ngay sau đây xin mời tất cả quý vị văn khách chúng ta cùng hướng mắt ra cổng hoa tiệc cưới, dành những tràng pháo tay nhiệt để chào đón Tăng Lan và Tăng Phái Nhân. Quý vị, hai người đẹp nhất trong bộ trang phục lộng lẫy nhất cả đời người, thì đây hai người đang trong tay bước lên vinh quang của tình yêu trong sự. Kính thưa quý vị, tơ hồng thấm đượm từ đây chúc cho duyên mới, vỗ tay chúc mừng. Kính thưa quý vị khách quý,
tình yêu không bằng một phút đợi chờ hôm nay. Và ngày hôm nay cũng chính là ngày thiêng liêng trọng đại, cũng không thể nào không nhắc đến công ơn sanh thành dưỡng dục. Dẫu biết rằng việc dựng vợ gả chồng đó là trách nhiệm và bổn phận của cha mẹ đã dành tặng cho con trong ngày vui trọng đại hôm nay. Và ngay sau đây tôi cũng xin trân trọng giới thiệu về phía chủ hôn họ nhà cha chúng tôi là ông Lê Văn Tự và bà Phạm Thị Hai, là cũng là danh dự chủ hôn trong ngày vui trọng đại hôm nay. Xin mời bước lên sân khấu đây. Kính thưa quý vị, nuôi con khôn lớn từng ngày, ngày vui mong đợi. Bây giờ là đem lòng anh đi làm rể, em về làm dâu. Và giờ đây chú ông hai bên gia đình cùng với cô dâu chú rể cũng xin gửi đến toàn thể quý vị quan khách bằng một lời chào, cũng để tỏ lòng tri ân mà tất cả quý vị quan khách đến đây cùng chung vui trong buổi tiệc. Lễ chào cũng xin được bắt đầu. Hãy cũng xin một tràng pháo tay để chúc mừng cho hai cháu lên viên cầm sắc ạ. Xin gửi đến tất cả quý vị gia đình lời chúc tràn đầy hạnh phúc, kính chúc ông bà sống lâu trăm tuổi, kính chúc hai họ sức khỏe dồi dào, chúc cho đôi lứa yêu nhau càng thêm thắm nồng và chúc buổi lễ tân hồng thành công tốt đẹp. Sau cùng thì cũng xin thay mặt cho gia đình cũng xin chúc tất cả quý vị quan khách có một buổi tiệc thật là vui tươi, và sau khi buổi tiệc ra về sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Một lần nữa cũng xin chân thành cảm ơn và cảm ơn. Về thì cũng xin ao bài hai chú hồng trở về bằng tiền để cùng vui tất cả quý vị. Còn cô dâu chú rể còn nát lại sân khấu rồi. Kính thưa quý vị, giờ gọi theo bằng mấy cũng giờ nhận được một phần đẹp từ chú rể có nói với cô dâu rằng khi mới yêu nhau muốn hôn một miếng lại sao thẹn thùng. Ngày nay nên vợ nên chồng thêm một miếng cho thỏa lòng, nhớ mong chú rể có thể trao cho người vợ quý mình một hôn thành công. Cái này ơi, chú rể nhắc là thật thà chú rể ra hỏi không được không, chú rể là không được đẹp. Kính thưa quý vị, giờ đây hoàng mỹ sẽ ra tất cả quý vị các chúng ta dành một tràng vỗ tay thật dài, mà nếu như tràng vỗ tay của quý vị dài càng bao lâu thì nụ hôn càng dài đến đó là quý vị. Cô dâu chú rể sẵn sàng chưa? 1, 2, 3 xin mời. Xin đã lời cho cô dâu chú rể cũng xin chân thành cảm ơn tất cả những tấm tình quý vị đã đến cùng vui chung buổi tiệc. Và tiếp theo đây thì cô dâu chú rể sẽ đến từ bàn tiệc để ra mắt tất cả quý vị quan khách. Chân trọng kính chào tất cả các cô có mặt trong ngày vui hôm nay để tham dự buổi lễ thành hôn của hai cháu. Hôm nay là ngày lành tháng tốt, được sự thống nhất của hai bên gia đình cho hai cháu lên duyên chồng vợ. Và tôi cũng xin thay mặt cho gia đình dắt đôi tăng lang ra mắt tất cả quý vị một cách bằng một lời chào, cũng để tỏ lòng tri ân mà quý vị đã nhấn chút thời gian quý báu của mình đến chung vui trong buổi tiệc ngay. Và để lời chào được bắt đầu, xin một tràng pháo tay để chúc mừng cho hai cháu ạ. Xin tất cả quý vị và các chúng ta cùng nâng lên cùng chúc phúc cho cô dâu chú rể lên duyên làm sắc ạ. Rồi chưa? Gọi lên, gọi cho anh, gọi ơi. Rồi dỗ tay cái đi trời. Những buổi lễ thành hôn của hai cháu thì đây tôi cũng xin thay mặt cho đình dắt đôi tăng long lan ra mắt tất cả quý vị khách bằng một lời chào, cũng để thay cho lời cảm ơn những vị đã nhấn chút thời gian quý báu mình của mình đến chung vui trong buổi tiệc hôm nay. Giờ hai cháu đáp lời một lời chào, xin một tràng pháo tay để chúc mừng cho hai cháu ạ. Vâng, xin chào các cô có mặt trong ngày vui hôm nay để tham dự buổi lễ thành hôn của hai cháu. Kính thưa quý vị, cuộc sống còn gì hạnh phúc hơn và tươi đẹp hơn khi tin chắc rằng chúng ta yêu và được yêu. Và niềm vui đó sẽ được nhân đôi khi người mình yêu dắt tay lên cửa hôn nhân xin anh tổ ấm gia đình tình yêu và hạnh phúc. Với sự chính thức của tất cả quý vị và các đến đây, chúng tôi đây chào được các bạn. Xin một tràng pháo tay để chúc mừng hai cháu ạ. Chúc mừng đến chung vui trong buổi tiệc hôm nay. Thì hai cháu xin chào và lời chào. Xin một tràng pháo tay để chúc mừng cho hai cháu ạ. Xin chào thật cảm ơn. Kính chào tất cả các anh có mặt trong ngày vui hôm nay để tham gia về buổi lễ thành hôn của hai cháu. Kính thưa quý vị, trồng cây tưới nước xanh tươi, nuôi con khôn lớn nên ngày lập gia, mình vui vô bờ bến của nước sông Thành mà ngày hôm nay đã đến với gia đình của chúng tôi. Và đây tôi xin thay mặt cho gia đình dắt đôi tân lang ra mắt tất cả quý vị quan khách trong buổi lễ chào. Xin cảm ơn, kính chào tất cả các bạn có mặt trong ngày vui hôm nay để tham dự buổi lễ thành hôn của hai cháu.
tôi cũng xin thay mặt cho gia đình là chắc con thằng Lan chào mất tất cả mọi người chào. Xin một chàng pháo tay để chúc mừng cho hai trăm người được thắng cặp. Xin chào các bạn, rất nhiều. Để tham dự buổi lễ thành hôn của chú Nguyễn Thanh Nguyên cũng như của cô Châu Thúy Vy, kính thưa quý vị, tình yêu đến hôn nhân cũng đã trải qua một thời gian tìm hiểu và yêu nhau và được sự đồng ý nhất trí của hai bên gia đình cho hai cháu nhận vợ thành chồng, và với sự hiện diện của tất cả người yêu khách đến đây để cho buổi tiệc hôm nay thêm phần long trọng, và sau đó cũng có lời chúc cho hai cháu nhân duyên và khách, và đây hai cháu sẽ nói lời chào để chào các cô lời cảm ơn để chào lời cảm ơn. Xin một tràng pháo tay để chúc mừng cho hai cháu ạ. Xin chào Hoa, xin chào tất cả các cô cũng như các dì các bạn có mặt trong ngày vui hôm nay. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thiêng liêng trọng đại của gia đình của chúng tôi. Gia đình cũng có mời tất cả bà con của bác đến đây tham gia một buổi chào, cũng thay cho lời cảm ơn mọi người đã nhún chút thời gian quý báu của mình đến chung vui trong buổi tiệc hôm nay. Thì đây lễ chào được bắt đầu. Xin một tràng pháo tay để chúc mừng cho hai cháu. Cũng như các em có mặt trong ngày vui hôm nay để tham dự buổi lễ thành hôn của hai cháu, và tôi cũng xin thay mặt cho gia đình chúng tôi thân lan ra mắt tất cả quý vị khách và ngày vui chào, cũng thay cho lời cảm ơn của gia đình để gửi đến tất cả quý vị về đây hai cháu khách lời một lời chào để có lòng và cũng xin mời các bạn tiếp tục cháu. Kính thưa quý vị, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, mà yêu nhau chẳng ngại đường xa, mà cầu không tay vịn cũng lần mà qua. Chính vì lẽ đó ngày hôm nay cũng nói tình yêu của hai cháu sau khi một thời gian tìm hiểu và yêu nhau và được sự đồng ý nhất trí của hai bên gia đình tác hợp cho hai cháu nên vợ thành chồng. Và tôi cũng xin thay mặt gia đình dắt tôi tâm lan ra mắt tất cả quý vị của khách bằng một lời chào cũng để tỏ lòng trên mà quý vị đã đến đây cùng vui để chào được bắt đầu. Xin một chàng có tay để chúc mừng cho hai cháu nên duyên đồng sắc ạ. Đủ đẹp ơi, cho nó uống nước lạnh nè, mà ăn con đi nước đấy. Cái gầu sạch. Rồi, rồi, nhìn trước đây coi. Nhìn đây và đây hai cháu sẽ đáp lại bằng một lời chào cũng như thay cho lời cảm ơn mọi quý vị đã dính chút thời gian quý báu của mình để chung vui trong buổi tiệc. Và đây hai cháu đáp lại bằng lời chào. Xin một tràng vỗ tay để chúc mừng cho hai cháu ạ. Xin chào mừng, cảm ơn. Ờ, tao cũng được. Hai anh em ơi. Thôi thấy em chị đẹp trai quá. Thôi tôi đại diện cho bạn để uống. Mời cũng mời. Để uống có ly cho ra cái gì đó. Tổng qua chú có ly hả? Hỏi con nghe là ai? Nhạc giao lưu mừng buổi lễ thành hôn của chúng tôi xin được phép bắt đầu. Chương trình của buổi tiệc hôm nay thì Hoàng Mỹ xin gửi đến tất cả cô chú cô chú anh chị em qua nhạc phẩm được mang tên Hội Vợ Ngoại Thành. Anh xin mời tất cả quý vị chúng ta cùng nhau.
văn nghệ cũng lên giúp vô trong bữa tiệc hôm nay một lần nữa. Xin chào tất cả mọi người. Vâng, alo, và tiếp theo chuyện nghệ thì Phát xin gửi đến quý vị bài hát được mang tên Vui trong ngày cưới xin mừng cùng quý vị. Thank you.
ra ngày vui cái gì cũng có đôi có cặp thì tôi xin hát thêm bài nữa cho đủ cặp á. Xin mời xem quá, anh nặng mà ảo giá nó mới.
Lời đầu tiên Hoàng Mỹ cũng xin mến chào đến tất cả các bạn có mặt trong ngày vui hôm nay để tham dự buổi lễ thành hôn của chú rể Minh Huy, sinh viên cùng cô dâu Thúy Vi. Và cũng xin thay mặt cho cô dâu chú rể cũng xin hân hoan chào đón cùng toàn thể quý vị khách quý đã có mặt trong ngày hôm nay. Và cũng xin thay mặt cho nam gia chủ hôn nhà trai chúng tôi là ông Lê Văn Tự và bà Phạm Thị Hai, cũng xin gửi đến toàn thể quý vị quan khách 999 lần cảm ơn chân thành sâu sắc nhất. Kính chúc quý vị ngàn sự như mơ, chịu sự như ý, tỷ xuân hài gia giáng, lan hạnh phúc. Mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua, mà yêu nhau chẳng ngại đường xa mà cầu không tay dịnh. Hôm nay là ngày lành khá tốt để tổ chức một buổi lễ thành hôn. Và ngay sau đây xin mời tất cả quý vị quan khách chúng ta hướng mắt ra cổng qua tiệc cưới, dành những tràng pháo tay cùng nhau để chào đón Tăng Lan và Tăng Phá Nhân. Thưa quý vị, hai người đẹp nhất trong bộ trang phục lộng lẫy nhất cả đời người. Giờ đây hai người đang trong tay bước lên vinh quang của tình yêu. Trong sự vui vui cười, chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn những tràng pháo tay của quý vị để đưa đôi uyên ương lên đến đài hoa hạnh phúc. Kính thưa quý vị ơi, ta hồng thắm đường từ đây chúc cho duyên mới, vỗ tay chúc mừng. Cuộc sống còn gì hạnh phúc hơn và tươi đẹp hơn khi tin chắc rằng chúng ta yêu và được yêu. Và niềm vui đó sẽ được nhân đôi khi người mình yêu dắt tay lên cửa hôn nhân xây nên tổ ấm gia đình tình yêu. Xin gửi đến tất cả quý vị quan khách bằng một lời chào cuộc cũng để tỏ lòng chia mà tất cả quý vị quan khách đến đây chung vô một tiệc lễ chào được bắt đầu. Một chàng pháo tay nữa quý vị ơi. Cô dâu chú rể. Và cũng xin chúc tất cả quý vị quan khách là chúc tràn đầy hạnh phúc. Kính chúc ông bà sống lâu trăm tuổi. Kính chúc hai họ sức khỏe dồi dào. Chúc cho đôi lứa yêu nhau càng thêm thắm nồng. Và chúc buổi lễ ta hồng thành công tốt đẹp. Và sau đây thì cô dâu chú rể cũng có thể gửi cho nhau một nụ hôn được không ạ? Chú rể. Được. Vậy đây thì Hoàng Mỹ cũng xin ra mà tất cả quý vị quan khách chúng ta cùng dành một tràng vỗ tay thật dài. Mà nếu tràng vỗ tay của quý vị càng dài thì nụ hôn sẽ càng dài nha quý vị. À, cô dâu chú rể đối diện với nhau. Sau khi đếm 3 tiếng ha. 1, 2, 3, xin mời. Xin chân thành cảm ơn những tràng vỗ tay của quý vị rất nhiều. Và cũng xin đỡ lời cho cô dâu chú rể cũng chúc tất cả quý vị và khách có một buổi tiệc thật là vui tươi. Và sau khi buổi tiệc về sẽ gặp được nhiều điều may mắn trong cuộc sống. Một lần cũng xin chân thành cảm ơn và cảm ơn. Kính thưa quý vị, và đặc biệt hôm nay thì gia đình cũng có tổ chức một chương trình ca nhạc thật sắc do ban nhạc Thành Đạt đến từ địa phương về đây phục vụ. Và cũng là ca tiếng hát của tất cả quý vị quan khách để cho buổi tiệc hôm nay thêm thật lớn. Và cũng để bắt đầu chương trình này giúp chúng tôi buổi tiệc hôm nay thì Hoàng Mỹ cũng xin gửi đến tất cả cô chú cùng với anh chị em qua nhạc phẩm được mang tên Gió Ngựa Trên Đầu Cổ Đoàn. Hoa cài mái tóc, xin mời tất cả quý vị.
bà vợ tên Thiên á. Hôm nay một lần nữa xin chào các bạn. Xin chào các bạn. Cô dâu. Chị lên hát là mai. Chị ơi. Chị à. Lên đi anh. Lên đây á. Chị em nào xuyên lên hát. Lộn chỗ hả bạn? À, bạn về bạn không cho đâu, bạn về đi. Bạn về cái nhà bạn không còn cái gì luôn. Bắt tay cái này. Trời ơi, đứng đây đâu, đứng đây pin chứ, lấy mặt tiền rồi chứ. Chú ơi, con thêm cái cà mặt mặt, đẹp cái tôi chút.